khởi tố người chồng chích điện vợ trong lúc ngủ, nghi do ghen tuông. Vụ việc bé trai 17 tháng tuổi bị hai bảo mẫu mầm non đánh tử vong ở Hà Nội đang khiến dư luận rất phẫn nộ. Vấn nạn ác quỷ đội lốt mẹ hiền như thế bao giờ mới chấm dứt? Xúc động giây phút cựu binh Mỹ trao trả cuốn nhật ký cho gia đình liệt sĩ Cao Văn Tuất. Nhà hàng ở Ấn Độ phục vụ một phần ăn cho cả 20 thực khách. Hoàng Trí, Khánh Hà xin được gửi lời chào mừng cùng lời cảm ơn đến tất cả quý vị vì đã theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Lại khởi đầu một tuần mới, chắc hẳn quý vị đã có những niềm vui trong ngày mới. Và chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay hy vọng cũng sẽ mang đến một phần màu sắc cuộc sống cho quý vị trong ngày đầu tuần. Và ngay bây giờ đây, như thường lệ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần tin nóng. Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng Đinh Thanh Trực sinh năm 1991 trú tại tỉnh Bình Thuận và Thiều Văn Lai sinh năm 1996 trú tại tỉnh Gia Lai để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép 18,6 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Trước đó, ngày 3 tháng 3, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang phát hiện một số đối tượng đi trên xe ô tô 67A11232 có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy nên đã tiến hành truy xét. Tuy nhiên, các đối tượng trên xe đã ném bỏ hai túi sách bên trong có 17 gói màu vàng và màu xanh rồi bỏ chạy. Đêm cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng này đang đi bộ trên quốc lộ 91C. Bước đầu, các đối tượng khai nhận hai túi sách chứa 17 bọc ni lông là ma túy, có tổng trọng lượng khoảng 18,6 kg. Công an An Giang đang tập trung lực lượng, phương tiện điều tra để mở rộng vụ án. Chiều ngày 5 tháng 3, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản. 4 đối tượng bị tạm giữ gồm Đặng Tiến Trung 33 tuổi, Nguyễn Lê Anh Quốc 31 tuổi, Võ Trường Sơn 26 tuổi, Trần Hoàng Nam 31 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh. Trước đó, ngày 2 tháng 3, Công an huyện Châu Thành nhận được đơn trình báo của ông V, tên độc tắc, trú tại thị xã Hòa Thành, về việc bị một nhóm gồm 4 thanh niên dùng vũ lực đánh đập, hăm dọa, cướp mất số tiền 25 triệu đồng tại một quán cà phê ở xã Thái Bình, huyện Châu Thành. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Châu Thành phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương truy xét và đưa 4 đối tượng trên về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu cả 4 đối tượng khai nhận hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Liên quan đến việc người chồng chích điện vợ trong lúc ngủ, nghi do ghen tuông, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Văn Tú, 38 tuổi, ngụ tại xã Phước Lập, huyện Tân Phước để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 17 tháng 2, Tú đem theo một đoạn dây điện có chuôi cắm một đầu, đầu còn lại dây trần hai dao, một bút thử điện đến nhà của cha mẹ vợ, lẻn vào phòng vợ đang ngủ, dùng dây điện cắm vào ổ điện và chích vào chân vợ gây tiếng nổ. Lúc này nguồn điện gia đình bị ngắt, vợ Tú bị điện giật bỏng chân nên tri hô. Tú để lại đồ vật tại hiện trường, bỏ chạy và bị bắt giữ sau đó. Vợ Tú được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy điều trị. Qua giám định, tỷ lệ thương tích của nạn nhân là 2%. Tại cơ quan điều tra, Tú thừa nhận hành vi phạm tội và giải thích rằng chỉ hù dọa để vợ không ly hôn với mình và xuất phát từ việc ghen tuông. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Phước cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Duy Khanh, sinh năm 1991, quê Bình Phước, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 2 tháng 3, Khanh điều khiển xe mô tô 72F1-18875 đi từ khu công nghiệp Bầu Bàng đến khu vực ấp 4, xã Trừ Văn Thố tìm kiếm tài sản để trộm cắp. Khi đến nhà ông Nguyễn Thế Sao, sinh năm 1966, Khanh thấy không có người trông coi, nhà có khóa hai lớp cửa cổng. Khanh đã dùng gậy sắt bẻ khoen đột nhập vào nhà, lấy trộm điện thoại di động và số tiền 9 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Chỉ sau hơn 1 giờ truy xét, lực lượng công an xã Trừ Văn Thố đã bắt được Khanh cùng tang vật khi đang lẩn trốn trong phòng trọ tại khu công nghiệp Bầu Bàng. Được biết, đối tượng Vũ Duy Khanh có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Khanh không chí thú làm ăn mà tiếp tục phạm tội. Bé vào đến gần đến cửa ấy ạ, thì là em cầm tay là em vứt cháu xuống dưới cái nền xốp ạ. Em xin nạn nhân, gia đình nạn nhân tha thứ cho em và gia đình em.
Nguyễn Thị An, 30 tuổi và Nguyễn Thị Lành, 31 tuổi bị cơ quan công an tạm giữ với cáo buộc giết người. An và Lành là hai bảo mẫu tại nhóm trẻ tự phát ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, nơi vừa xảy ra vụ việc đau lòng, cháu BTD, 17 tháng tuổi, tử vong sau 2 tuần được gửi tại nhóm trẻ này. Trước đó, tại cơ quan điều tra, An và Lành khai rằng cháu D tự ngã, không có tác động bên ngoài, loanh quanh chối tội. Đây là một nhóm trẻ tự phát, tự lập, là không có những cái công cụ, phương tiện đảm bảo để cho một cái lớp học. Và nhân chứng của vụ án thì là toàn những cháu bé chưa biết nói. Và hai cô giáo thì có những cái thời gian để quanh co chối tội. Thế qua những vết thương ở trên người của cháu bé, chúng tôi nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Chúng tôi đã phối hợp với cả các đơn vị chức năng của công an thành phố vào cuộc điều tra quyết liệt để truy tố xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Bằng nhận định điều tra, công an huyện Thường Tín đã triển khai thu thập tài liệu, chứng cứ và đấu tranh với hai đối tượng liên tục trong nhiều giờ, xác định có nhiều mâu thuẫn và không phù hợp giữa lời khai của An và Lành. Cuối cùng, hai đối tượng phải thừa nhận đã có hành vi hành hung, đánh đập, bạo hành dẫn đến thương tích của cháu bé. Em có hành vi là giẫm lên đầu và giẫm vào tai và đạp vào tai và giẫm lên tai cháu ạ. Vì là không lường trước được hậu quả sẽ xảy ra như thế này. Em rất xin lỗi gia đình nạn nhân vì đã gây ra sự việc đau đớn như trên ạ. Em xin nạn nhân, gia đình nạn nhân tha thứ cho em và gia đình em để em có thể làm lại cuộc đời để về nhà cho chồng cho con em ạ. Bạn ấy thì cũng không nghịch đâu ạ. Thì cũng có hôm thì ngoan, cũng có hôm thì bạn ấy cứ khóc để đòi về thôi. Nhưng mà cũng những lúc bạn quấy là em cũng làm như thế. Không, em không bê mà em chỉ đẩy thôi ạ. Có cái lần đấy là em bê. Bạn cứ chạy ra ngoài cửa ấy. Em gọi mãi bạn không vào. Là bé vào đến gần đến cửa ấy ạ. Thì là em cầm tay là em vứt cháu xuống dưới cái nền xốp ạ. Xong là sau đó là em quát cháu thì cháu không lín, em có tát cháu hai cái. Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định cháu D tử vong vì chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thường Tín đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật. Không thể tin được, Khánh Hà đang tự hỏi là vì sao những người phụ nữ này lại có thể ra tay tan ác với một đứa trẻ 17 tháng tuổi như vậy. Thật đáng sợ. Những đứa trẻ có thể sẽ có những lúc bướng bỉnh, không nghe lời hoặc có những hành động khiến người lớn bực bội. Nhưng có đến mức khiến hai người phụ nữ cùng lúc đánh đập như vậy hay không? Ở độ tuổi ấy, cháu bé còn chưa thể nói rõ ràng, huống hồ càng không có sức chống cự, chưa thể tự bảo vệ bản thân. Họ đánh một đứa trẻ đơn thuần chỉ để xả giận, để hả dạ, đã cơn nư hay sao? Vâng, và thưa quý vị, điều đáng nói, đây không phải là trường hợp thương tâm đầu tiên trẻ mầm non tử vong do bị bạo hành trên lớp. Tháng 11 năm 2022, tức chỉ mới ít tháng trước vụ việc trên, một bé gái 17 tháng tuổi ở phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã không thể qua khỏi do bị người giữ trẻ bạo hành, gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Ác mẫu này cho biết, nhiều lần dùng tay cán chổi bằng nhựa đánh vào mặt, tay chân của bé gái do bé hay quấy khóc và cha bé không trả tiền giữ bé đúng hạn. Cũng trong năm 2022, tại thành phố Hồ Chí Minh, bé gái TK chỉ mới 1 tuổi chết tức tưởi dưới tay người chăm sóc Hứa Thị Kim Trang trong tình trạng đa chấn thương vùng bụng, dập gan, dập phổi. Hay trường hợp tại Lâm Đồng, cháu bé 2 tuổi, con chị CTTH bị hai bảo mẫu là Huỳnh Thị Thanh Hằng, 26 tuổi và Vương Ngọc Thảo Vi, 27 tuổi đánh đập dã man đến mức chấn thương sọ não, tụ máu não và dập phổi. Thưa quý vị, điểm chung của các trường hợp trẻ bị bạo hành phần lớn là diễn ra tại các cơ sở mầm non không được cấp phép hoặc được gửi gắm cho những nơi trông trẻ tự phát. Theo đó, nhiều gia đình với điều kiện tài chính eo hẹp, khó khăn, không thể gửi con tại những cơ sở tư nhân với chi phí lớn. Nhiều trường hợp cơ sở mầm non hoạt động chui, bản thân phụ huynh cũng không thể nào xác định. Còn với trường công lập, do không giữ trẻ vào thứ Bảy, nên sẽ khó khăn về mặt thời gian với những phụ huynh làm nghề tự do hoặc làm công nhân. Đành rằng, việc quản lý hoạt động của những địa điểm trong giữ trẻ tự phát không dễ dàng. Tuy nhiên, vai trò của địa phương là rất quan trọng. Chỉ cần một sự tắc trách là đã có thể dẫn đến kết cục thương tâm của những đứa trẻ. Với các bậc phụ huynh,
cho đến khi con là nạn nhân của những vụ bạo hành, trẻ gánh chịu tổn thương lớn lao, còn nỗi đau trong lòng người cha, người mẹ vẫn còn dai dẳng, đeo bám rất lâu về sau. Chúng ta đã có luật trẻ em 2016 với 17 cơ quan, tổ chức, nhóm tổ chức có chức năng bảo vệ và chăm sóc, hỗ trợ trẻ em ở các cấp độ khác nhau. Vì nhưng tình trạng trẻ bị bạo hành vẫn nhức nhối. Theo đó, bên cạnh việc phòng chống bạo hành từ gia đình đến nhà trường và ngoài xã hội, thì các hình phạt với hành vi bạo hành trẻ phải đủ sức răn đe. Xã hội phải đặt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của trẻ em lên hàng đầu và bất cứ sự xâm phạm nào tới trẻ đều phải bị xử lý nghiêm minh. Riêng với những trường hợp cố tình bạo hành với hành vi bạo lực nguy hiểm lặp lại nhiều lần gây tử vong cho trẻ, không gì khác cần phải xem xét tội giết người. Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin khép lại nội dung này của chương mục Nóng trên mặt báo. Tiếp tục chuyển động với chương trình là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Tin buồn, thưa quý vị, trưa ngày 5 tháng 3, dưới một điệu cải lương không ngừng thương tiếc khi hay tin ông Hoàng Cải Lương, Hồ Quảng, nghệ sĩ ưu tú Phủ Linh qua đời ở tuổi 65. Nam nghệ sĩ đã ra đi mãi mãi sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Một người thân với cố nghệ sĩ cho biết, những ngày gần đây bệnh tình của nam nghệ sĩ trở nên trầm trọng, phải nhập viện trong tình trạng hôn mê. Sự ra đi của ngôi sao làng cải lương Vũ Linh khiến cho nhiều đồng nghiệp và khán giả thương tiếc. Nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Dầu, Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nghệ sĩ qua đời sau nhiều năm chống chọi bệnh hiểm nghèo. Vài năm gần đây sức khỏe nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh xuống dốc. Ngoài ung thư, nghệ sĩ còn mắc bệnh đường ruột và cuộc sống không thể đứng thường xuyên hay biểu diễn. Nam nghệ sĩ qua đời trưa ngày 5 tháng 3 tại nhà riêng quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Vũ Linh tên thật là Võ Văn Hoàng, sinh năm 1958 tại Chợ Lớn, Sài Gòn. Nghệ sĩ được khán giả biết đến với nhiều tuồng hát như Hòn Phượng Phu, Dù Áo Bụi Đời, Bức Ngôn Độ Đại Việt, Cô Đào Hát, Lương Sơn Bá. Năm 1981, nghệ sĩ trở về thành phố lần đầu tiên và hát cho Gánh Hát Minh Tơ và Huỳnh Long. Năm 1983, nghệ sĩ Vũ Linh theo hợp tác với Gánh Lâm Đồng, đi lưu diễn các tỉnh. Đến năm 1988, ông cộng tác với nhà hát cải lương Trần Hữu Trang 2. Và chính năm này, Vũ Linh thực sự bước lên đài vinh quang sau hơn 15 năm trong nghề. Cũng chính nơi đây, ông đã đưa nghệ thuật sân khấu cải lương tuồng cổ trở lại với quần chúng, bắt đầu bằng vở Xa Phu Đi Sứ. Không lâu sau đó là một loạt những tuồng cải lương Hồ Quảng nổi tiếng khác như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Bàn Quý Phi, Thần Nữ Dân Ngủ Linh Kỳ, Chiều Quân Cống Hồ. Năm 1989, nghệ sĩ Vũ Linh đoạt hạng nhì trong 10 diễn viên được ưa thích nhất trong năm. Năm 1990, đoạt hạng nhất trong 10 diễn viên được ưa thích nhất trong năm. Năm 1991, đoạt huy chương vàng giải triển vọng Trần Hữu Trang. Đến năm 1997, nghệ sĩ Vũ Linh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã quay trên 400 video cải lương Hồ Quảng và xã hội. Ngoài ra, anh cũng tham gia rất nhiều trong những video ca nhạc. Vũ Linh sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em. Ông là người con thứ tư nên những người thân thuộc anh em trong nhà gọi là anh Năm. Hai người em của ông cũng trong giới nghệ sĩ, đó là Hồng Nhung và Tiểu Linh. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh mới đây đã tổ chức lễ tiếp nhận cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Xuân Tước từ cựu binh Mỹ Peter Matthew, có cơ hội để trao trả lại cuốn nhật ký. Ông đã hoàn thành tâm nguyện hơn nửa thế kỷ qua của mình từ khi nhặt được trong chiến tranh ở Việt Nam. Qua phiên dịch, ông Peter Matthew nói rất vui mừng khi có mặt hôm nay để bàn giao cuốn nhật ký cho gia đình liệt sĩ Cao Xuân Tuất. Cuốn sổ đặc biệt mà ông đã lưu giữ suốt hơn 56 năm qua. Ông cho biết, dù phải qua một chặng đường bay dài khá mệt, nhưng ông rất vui và háo hức. Ông đã có mặt tại Hà Tĩnh từ hôm ngày 4 tháng 3 và chờ đợi buổi lễ trao trả cuốn nhật ký này. Khi rời chiến tranh Việt Nam, ông đã mang cuốn nhật ký về cho người thân trong gia đình xem và ai cũng ấn tượng về hình vẽ và cách trình bày các bài thơ, nội dung ghi chép trong cuốn sổ. Tôi cho rằng giá trị về tinh thần và lịch sử của cuốn sổ rất là lớn. Tôi xin chúc mừng gia đình và mong gia đình liệt sĩ Cao Xuân Tuất tiếp tục giữ gìn thật lâu bền bỉ kỷ vật quý giá này. Cuốn nhật ký như là một phần cuộc đời tôi, có cơ hội để trao trả lại cuốn sổ. Tôi rất vui mừng và nhẹ lòng vì đã hoàn thành tâm nguyện hơn nửa thế kỷ qua của mình kể từ khi nhặt được nó trong chiến tranh ở Việt Nam.
Mà trước lúc mà nhận cuốn nhật ký là tôi rất xúc động, tôi rất hạnh phúc và cũng rất tự hào. Đây là kỷ vật thiêng liêng, là một cái kỷ vật của cậu để lại mà qua một thời gian cũng khá dài. Thì xin cảm ơn ông cựu binh Mỹ cũng là cất đặt cẩn thận và đến hôm nay là tận tay tôi để nhận được cuốn nhật ký. Tôi rất xúc động và rất hạnh phúc. Trước khi đến làm lễ trao trả cuốn nhật ký, cựu binh Mỹ Peter Matthew cùng vợ đến nhà ông Hà Huy Mì ở thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, là người thân của liệt sĩ Cao Xuân Tuất để thắp hương cho liệt sĩ Tuất. Ông cũng chia sẻ rất ấn tượng với tình cảm mà nhân dân, chính quyền huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã dành cho ông khi trở lại Việt Nam để trao trả cuốn sổ quý giá này. Tin quốc tế, một cụ bà ở Ai Cập đang là minh chứng cho câu nói học không bao giờ là quá muộn. Bà quyết tâm đến trường để học đọc, học viết dù đã bước qua tuổi 87. Trong một lớp tiểu học tại thành phố Monrovia, Ai Cập, cụ bà Zubaida Abdelen, 87 tuổi, đang say mê học cách đọc và viết. Mặc dù rất mong muốn được đi học từ hồi còn nhỏ, song cụ lại bị ngăn cấm bởi người cha bảo thủ. Trong suốt giai đoạn còn trẻ, cụ đã không được hưởng nền giáo dục như những người anh em trai trong gia đình. Cụ Zubaida hiện đã có 8 người con và 1 người cháu. Cụ mong muốn rằng tất cả những người con, người cháu của cụ sẽ được theo đuổi con đường học vấn. Một nhà hàng ở Ấn Độ mới đây đã bổ sung vào thực đơn phần ăn mới có thể phục vụ đến 20 thực khách. Với tên gọi đĩa Sunu Soup, đây là phần ăn lớn nhất từ trước tới nay được phục vụ tại nhà hàng ở Ấn Độ. Đĩa Sunu Soup là phiên bản đặc biệt của món thali truyền thống ở Ấn Độ gồm có cơm, cà ri đậu, cà ri khoai tây, sữa chua và một vài nguyên liệu khác. Một đĩa Sunu Soup có đường kính gần 2,5 m có thể phục vụ tối đa 20 thực khách cùng một lúc. Tên gọi là đĩa Sunu Soup được đặt theo tên của diễn viên nổi tiếng người Ấn Độ Sunu Soup. Nhà hàng Christmas Chair Mandy cho biết họ lựa chọn cái tên này với mong muốn vinh danh những đóng góp của nam tài tử trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Chào tất cả quý vị khán giả, Yến Nhi đang có mặt tại lễ hội nghệ thuật chế biến món ăn chay tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất. Bây giờ là phát triển ẩm thực chay rất là thuận lợi, xu hướng bây giờ là coi như ăn chay, nhà hàng quán chay là rất là nhiều. Các bạn trẻ ngày nay ngoài việc là các bạn biết thưởng thức thì các bạn còn có kiến thức cả về ẩm thực chay, đây là một điều đáng mừng. Xu hướng của các bạn trẻ rất là yêu thiên nhiên, rất là yêu môi trường và đặc biệt là các bạn đang có xu hướng về ăn chay. Như vậy Tây Ninh là một trong những điểm có thể dành đến các bạn trẻ khi hiểu về chay, khi muốn thực dưỡng về chay, các bạn đến Tây Ninh là một trong những nơi cần đến. Đặt hết những cái tâm huyết của mình để chế biến ra từng món, nhưng mỗi phần nó có cái hương vị riêng của nó. Làm như thế nào để là coi như mọi người cùng ăn chay, nhà nhà cùng ăn chay. Những nội dung thú vị, cùng nhau trải nghiệm, thỏa sức tham quan, thưởng thức hàng trăm món ăn chay ngon như chưa từng. Những màn đối thoại cũng như những câu chuyện đầy cảm xúc của các nghệ nhân, chuyên gia về ẩm thực chay chỉ có tại lễ hội. Xin mời quý vị cùng đón xem trong chuyên mục Chuyện Ngày Mới trong chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh TTV11, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, chuyên mục Cà phê không đường, cẩn trọng khi mua bán tài khoản ChatGPT. Trong chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay, mời quý vị cùng đến Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp để khám phá món hủ tiếu trứ dành. Chuyên mục Cà phê không đường sẽ tiếp tục chương trình với câu chuyện đáng quan tâm liên quan đến công nghệ. Thưa quý vị, phần mềm trí tuệ nhân tạo ChatGPT là cái tên đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn mạng xã hội với khả năng trả lời trực tiếp cho bất kỳ câu hỏi nào.
Cũng chính điều này đã khiến cho dịch vụ tạo, mua, bán tài khoản ChatGPT được rao bán tràn lan khi chưa cho phép đăng ký trực tuyến tại Việt Nam. Điều này có thể gây ra rủi ro mà người dùng có thể gặp phải như rò rỉ thông tin, mất dữ liệu, mất các tài khoản cá nhân nếu không tìm hiểu kỹ về dịch vụ cung cấp tài khoản. Ra mắt mới đây, ChatGPT nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ lẫn nhiều người dùng, nhất là giới trẻ. Nhiều người tìm đủ mọi cách để tạo tài khoản, trải nghiệm ứng dụng công nghệ mới này. Với từ khóa mua bán tài khoản ChatGPT, công cụ tìm kiếm trên Google cho ra hơn 3,8 triệu kết quả trong 0,6 giây. Các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook cũng rầm rộ quảng cáo kèm những cam kết hấp dẫn như sử dụng vĩnh viễn, giá rẻ, tài khoản tạo sẵn, đầy đủ chức năng, chỉ việc đăng nhập vào để sử dụng. Bản thân tôi thì thấy cái việc mua thì rất là dễ dàng, tại vì mình chỉ cần chuyển khoản và một cái địa chỉ Gmail thì mình đã có một cái tài khoản riêng. Với cái số tiền cũng mất chi phí thì rất là hợp lý. ChatGPT là một hệ thống trí tuệ nhân tạo cho phép máy tính tự động tạo ra các phản hồi tự nhiên, tương tự như cách con người tương tác với nhau thông qua văn bản. Nhiều ưu điểm và mặt tích cực, thế nhưng hiện ChatGPT chưa cho phép đăng ký trực tuyến tại Việt Nam. Việc mua bán hoặc cho thuê tài khoản ChatGPT dẫn đến nhiều nguy cơ về pháp lý, bản quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ. Đăng ký ID ở bên nước ngoài và sử dụng tại Việt Nam thì rõ ràng là nó có sự là vi phạm về an ninh mạng. Ngoài ra thì cái đặc tính của những cái phần mềm này là tổng hợp thông tin và chia sẻ thông tin, thì dẫn đến là gì? Những cái thông tin được tổng hợp thì nhiều khi là từ nhiều nguồn khác nhau, và trong những nguồn này thì nó có sự là gì? Xâm phạm về cái bản quyền tác giả, bản quyền về ấn phẩm. Nhiều người vì muốn trải nghiệm ứng dụng ChatGPT đã bị lừa đảo khi mua tài khoản trên các trang mạng. Thường là người mua đã chuyển khoản trước nhưng bị cung cấp tài khoản giả, không sử dụng được hoặc bị chặn liên lạc. Nguy hiểm nhất là người dùng cũng có thể bị lợi dụng để cung cấp các thông tin cá nhân như tài khoản email và mật khẩu đang sử dụng. Từ đó, kẻ xấu chiếm đoạt và tấn công sang nhiều tài khoản liên quan khác. Leak luôn là kèm theo những cái mã độc nằm trên đó và những cái phần mềm gián điệp. Khi mà leak vào, cài vào thì nó sẽ gì? Nó gắn vào trong máy của mình, thì như vậy nguy cơ rồi rỉ thông tin, mất dữ liệu, mất các tài khoản như ngân hàng, rồi số điện thoại, tin nhắn điện thoại. Khi sử dụng ChatGPT, chúng ta cũng lưu ý rằng là chúng ta không chia sẻ tài khoản, bảo vệ cái phiên làm việc của mình một cách an toàn và clear các cái lịch sử, các cái cuộc trao đổi nếu như nó thật sự là nhạy cảm hoặc là không cần thiết. Đặc biệt là chúng ta không chia sẻ những cái thông tin chẳng hạn như là mật khẩu, tài khoản. Theo các chuyên gia, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ChatGPT vẫn chỉ dừng ở mức độ tham khảo và không nên mua, bán tài khoản để tránh những rủi ro có thể gặp phải. Trường hợp nếu có giao dịch, người dùng nên kiểm tra lại độ tin cậy của đối tác cung cấp, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân. Ngay sau đây là phần tin nóng, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Thông tin về cháy nổ. Sáng ngày 5 tháng 3, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Cụ thể, vào tối ngày 4 tháng 3, gia đình anh Nguyễn Doãn Sơn, sinh năm 1969, trú xã Đại Đồng, đang đi xem tập văn nghệ, thì hay tin nhà mình đang bị cháy. Anh Sơn vội chạy về nhà để cứu hỏa, đồng thời thông tin cho cơ quan chức năng để nhờ trợ giúp. Lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Nghệ An đã được huy động khẩn cấp đi cứu hỏa, nhưng do ở xa, khi tới nơi thì ngọn lửa đã bốc rất cao và hủy hoại ngôi nhà của anh Sơn. Được biết, gia đình anh Sơn làm nghề cho thuê rạp cưới, những đồ nghề để trong nhà đã bị thiêu cháy. Chính quyền địa phương và bà con nhân dân đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Doãn Sơn vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Thông tin về giao thông, sáng ngày 5 tháng 3, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường vụ xe máy tông đuôi xe container làm cho một nam thanh niên tử vong trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Theo đó, nam thanh niên tên Nguyễn Bảo Anh, 29 tuổi quê ở Cà Mau, điều khiển xe máy biển số 69F1-52111 đến ngã tư cổng khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, thì tông vào đuôi xe container đang chạy cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh làm nam thanh niên bị đập đầu vào thùng container rồi ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị bể nát, thi thể nạn nhân nằm đè lên xe máy. Chiếc container dừng cách đó khoảng 20 mét. Nhận tin báo, Công an thành phố Dĩ An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác xảy ra trên đường DT741 đoạn qua ấp 5, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thông tin ban đầu, nam thanh niên 23 tuổi quê ở Cần Thơ điều khiển xe máy biển số 65L137972 lưu thông đến ấp 5, xã Tiến Hưng, bất ngờ mất lái tông thẳng vào trụ đèn điện giữa đường. Cú tông mạnh khiến nam thanh niên này và xe gắn máy bị văng xuống lòng đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cũng tại Bình Phước, chiều 5 tháng 3, một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua khu phố 1, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Hai xe máy va chạm ngay giữa ngã ba chợ, khiến hai người bị thương, trong đó một người bị thương nặng. Thông tin ban đầu, anh Đặng Ngọc Tâm, 32 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, điều khiển xe máy biển số 93FA2896 lưu thông trên quốc lộ 14. Khi đến ngã ba chợ, giao nhau có tín hiệu đèn với đường Phạm Ngọc Thạch thuộc khu phố 1, phường Tiến Thành, bất ngờ va chạm với xe máy biển số 93P2-67565 do người phụ nữ khoảng 40 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến cả nam thanh niên và người phụ nữ bị ngã văng ra giữa đường, bị thương. Trong đó, người phụ nữ bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Hai phương tiện hư hỏng, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Thưa quý vị, khi nhắc đến Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, người ta không chỉ nhớ đến thành phố hoa của miền Tây mà còn nhớ đến đặc sản hủ tiếu trứ danh. Bánh hủ tiếu được làm từ bột gạo Sa Đéc trắng mịn, ngọt và vô cùng thơm ngon. Vâng ạ, và theo sự phát triển của làng 100 tuổi thì sản xuất hủ tiếu khô cũng được duy trì qua bao thế hệ. Và hiện nay sắc áo mới đã về trên làng nghề cũ khi những cuộn hủ tiếu khô đầy màu sắc đã ra đời, được gọi là hủ tiếu rau củ. Chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay, mời quý vị cùng về Đồng Tháp để khám phá món ăn đặc sản này nhé. Tuyến đường này thuộc phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Cả khu vực này được xem là làng sản xuất hủ tiếu khô với hàng trăm cơ sở từ nhỏ đến lớn. Hủ tiếu được phơi dọc theo đường đến cả trong sân nhà. Anh Lưu Ba Chịu là cơ sở có 3 đời làm hủ tiếu, từ nghề của cha. Anh đã mở rộng sản xuất và là một trong những người tiên phong sáng tạo hủ tiếu rau củ ở nơi đây. Mình muốn tăng cái giá trị của sản phẩm mình lên chút đỉnh. Cái thứ hai nữa là để cho nó có cái gì nó mới lạ. Đó, vậy là tôi cứ nghĩ vậy tôi làm. Vàng này nó chỉ có là 3 màu thôi. Gạo lít với màu cải bó xôi với củ vàng. Mấy bữa trước tráng mấy màu cam cà rốt. Rồi màu tím pha lan. Ban đầu tôi làm thì những cái tu hoa có thể nó có nhiều khi nó ra nắng nó bị tụt. Cái nghề này nó nằm trong máu của mình rồi, thành ra tôi có thể tôi làm được, cũng như bánh phồng tôm cũng tôi cũng chưa học ai qua ngày nào, rồi tự tôi làm thôi. Bí quyết để màu lên được tự nhiên phụ thuộc vào cách pha chế của chủ. Anh Chịu cho biết thời gian đầu anh cũng từng dùng màu từ rau củ như đỏ của củ dền, xanh màu lá dứa, cam của cứt. Thế nhưng do nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao, màu rau củ không được đáp ứng, anh chuyển sang dùng màu thực phẩm được pha từ nguyên liệu tự nhiên, đảm bảo an toàn sức khỏe. Hiện nay, hủ tiếu rau củ được khách hàng chọn mua tương đương lượng hủ tiếu trắng truyền thống. Trung bình mỗi ngày, cơ sở của anh bán khoảng 400 đến 500 kg. Nếu hủ tiếu cuộn trắng truyền thống có giá 22.000 đồng một ký, thì hủ tiếu rau củ được bán giá khoảng 29.000 đồng một ký. Chỉ lấy màu cao cấp không à, chứ không có giống như người ta mà dùng màu đại trà, nó độc hại sinh cho sức khỏe lắm. Còn cái thứ hai như là mình làm cực cái là mình làm như là một ngày là chỉ ra một màu thôi, thí dụ vậy. Bởi vì cái lấy giá thành nó, cái công đoạn của mình nó hơi cực hơn là vậy đó. Hủ tiếu rau củ là màu áo mới cho hủ tiếu trắng truyền thống, mà từ đây sẽ chế biến nhiều món ăn độc đáo, khiến thực khách sẽ bị hấp dẫn bởi thị giác đến vị giác. Với những người yêu nghề, mong muốn giữ gìn nghề truyền thống, thì việc không ngừng tìm tòi đổi mới sản phẩm như một cách để quảng bá, mang hương vị quê nhà đến với thực khách gần xa. Trời ban cho vùng đất Sa Đéc nguồn nước ngọt dồi dào, không mặn, không phèn, không lợ. Kết hợp với nghề sản xuất bột gạo truyền thống cùng kinh nghiệm sản xuất hủ tiếu lâu năm đã tạo nên sợi hủ tiếu chất lượng,
nhằm thỏa mãn nhu cầu ẩm thực ngay cả những vị khách khó tính nhất. Đúng là như vậy. Và nếu như có dịp về với miền Tây, quý vị đừng quên thưởng thức món hủ tiếu Sa Đéc quý vị nhé. Chắc chắn sẽ không làm cho quý vị thất vọng đâu ạ. Và trải nghiệm thú vị này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Hoàng Trí cùng với Khánh Hà xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của tất cả quý vị. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của đại dịch. Còn bây giờ, Khánh Hà và Hoàng Trí xin kính chào và hẹn gặp lại.